Sáng 8 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế vừa công bố Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19, có 2 ca ở Quảng Ngãi là bệnh nhân 786 và 787. Trong đó, bệnh nhân 787 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, thường đi đánh bài, uống cà phê với nhiều người và vẫn chưa truy vết hết. Ngay sau khi có thông báo từ Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố rộng rãi lịch trình di chuyển của bệnh nhân 787. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 630 đã được Bộ Y tế công bố trước đó vào ngày 3 tháng 8 năm 2020. Cụ thể, bệnh nhân 787 là bệnh nhân nữ, 51 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Trước ngày 28 tháng 7, bệnh nhân không đi đâu ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân hay tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình gồm mẹ ruột, con gái, con rể và hai cháu ngoại. Ngày 28 đến 30 tháng 7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 630 từ thành phố Đà Nẵng vào Quảng Ngãi. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân 787 thường xuyên chở bệnh nhân 630 đi khám bệnh ở một số cơ sở tư nhân trên địa bàn thị trấn Sông Vệ. Từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, bệnh nhân thường ghé về nhà mẹ ruột. Khoảng 8 đến 9 giờ, bệnh nhân 787 và bệnh nhân 630 ghé quán cà phê A Tèo ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi uống cà phê. Tại đây, hai bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8 là lúc khi bệnh nhân 630 đã về lại Đà Nẵng. Bệnh nhân 787 thường xuyên đi chợ thị trấn Sông Vệ vào khoảng 6 đến 7 giờ sáng. Sau đó ra quán cà phê A Tèo uống cà phê và tiếp xúc gần với nhiều người. Ngày 3 tháng 8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 630 ở Đà Nẵng dương tính với COVID-19, bệnh nhân 787 đã đi khai báo y tế và được tổ chức đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi. Qua truy vết bước đầu, ngoài lịch trình di chuyển tiếp xúc được công bố, bệnh nhân thường xuyên chơi đánh bài và tiếp xúc gần với một số người, hiện chưa thể truy vết hết số người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện bệnh nhân 787 đã được chuyển đến cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để cách ly và điều trị. Tiến hành truy vết trong đêm, cơ quan chức năng bước đầu xác định 29 trường hợp tiếp xúc diện F1 và hơn 50 trường hợp diện F2.